Dạ, túi sale Bình Dũng xin chào cô chú anh chị. Hôm nay là 11 tây tháng 6, video hôm nay thì em sẽ lên là túi sale, túi giá rẻ. Tất cả sản phẩm em đều bao phí vận chuyển. Các cô chú anh chị ở các tỉnh thành xa và khách mới thì em xin nhận cọc rồi mới đi đơn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các cô chú anh chị. Em xin cảm ơn ha. Rồi, đầu tiên em này một em canvas phối da nhiều màu như vậy. Cái màu tím em này đẹp dữ lắm. Ở đây là màu cam ha, xanh, rất là nhiều màu rồi. Cái đường viền em này là có bị đậm đậm da tí xíu thôi, không có bị trầy khờ này ha. Rồi cái góc bên này là đẹp dùm em. Em này cái bề ngoài là mình nhìn cái túi nó còn sáng, thật là sáng dùm em ha. Rồi cái màu cam này có bị đậm đậm xíu thôi mấy chị, da là không có bị trầy nha. Phụ kiện em này sẽ là cái sáng mờ nè ha. Rồi da ở đây là qua dây, ở đây là em thấy đẹp luôn này ha. Đáy bốn đinh, đáy túi đẹp, cái canvas này đẹp lắm. Nâu. Rồi nâu và xanh ha. Ô da còn đẹp dữ lắm nè mấy anh chị ha. Khóa là cũng là cái màu tím như vậy. Cái đường viền da màu tím này là đẹp dùm em luôn ha. Quai dây ở đây là em thấy là cũng mướt nè ha. Dòng da đây nó sẽ mềm thôi. Rồi cái màu tím này đẹp luôn nè mấy anh chị. Nó sẽ điều màu dùm em nè ha. Không bị trầy khờn, không bị khô da. Đây cái phần này màu cam này, mặt này là thấy đẹp luôn. Rồi phơm là du lịch gọn gọn. Một cái khóa nhẹ dùm em. Bên trong là lót vải em này là ba bộ đồ thoải mái mấy anh chị ha, ba bộ đồ trở lên giùm em. Rộng một ngăn to như vậy. Ở đây là một cái khóa. Ở đây nè, mình thấy có bị đậm đậm cái đường này ha. Rồi, cái mặt này đậm nhiều nè mấy chị. Bên đây là rất là ít luôn ha. Đây, một bên như vậy, một khóa phụ. Vải là vải dù mấy chị, vải dù dày dặn ha. Ở trong này là cái vải khác nữa nè. Rồi, một ngăn to như vậy thôi. Đây, rất là rộng ha. Ở đây nó cũng có bị một vết đậm đậm đây. Cái này lôi ra được, này lôi ra thoải mái ha. Không có ngăn phụ, một ngăn to ha. Ba bộ đồ và linh tinh nữa nha mấy anh chị ha. Ba bộ đồ trên. Rồi bên ngoài thì hoàn hảo nè. Trời ơi, cái da màu cam này ha. Là nó sẽ đều dùm em nè mấy chị nè. Mặt này là không có bị một vết trầy ha. Ở đây em thấy có bị một vết đen nhẹ, thật là nhẹ vậy. Rất là đẹp cái phần da ha. Rồi quay ở đây nè, là không có bị sười da chỗ này luôn. Túi nhẹ, em này là mình xách tay và có thể đeo vai giùm em, đeo vai ngắn ngắn thôi ha. Ôi, mới ten cái phần bên ngoài luôn. Cao là 24 ngang 31, dày 16. Em bán là 270, mã 911. 270, mã 911 ha. Rồi, tiếp theo. Một em màu cam. Em này là rất là mới luôn nè. Da là dòng da xước mấy chị. Nhưng mà em này là da BU ha, không phải là da thật. Được cái là nó mới tinh nè ha. Rồi hiệu đây là color nè ha. Gốc gác gì nè, đây có bị đậm đậm xíu xíu thôi, rất là ít giùm em thôi, như mới rồi ha. Dây là khoảng 1,5 phân. Rồi khoen khóa thì còn vàng ươm và mới tinh như vậy. Đây mấy chị, nó còn cái tắt như vậy nè ha. Đây rồi nè, còn vàng sáng như vậy. Da sẽ không có bị một cái vết trầy luôn ha. Rồi hai mặt đều hết như vậy, đẹp lắm. Rồi đầu khóa cũng là cái bản da 1 ngăn 9 ha. Dây sẽ có tăng giảm. Dây là dây dính liền giùm em ha. Khóa đẹp ghê luôn. Rồi khóa nhẹ mấy anh chị. Bên trong của em này là không có lót nha mấy anh chị ha. Này cái da da BU là cái mặt trong như vậy ha. Nhưng mà nhìn cái túi là nó gọn sạch như vậy. Sạch bóng giùm em bên trong. Không có ngăn phụ. 1 ngăn 9 như vậy thôi. Khóa nhẹ mấy anh chị ha. Này đầu khóa là mới ken như vậy. Dây khóa gì đẹp hết luôn ha. Rồi em này sử dụng như mới giùm em. Da xước nó sẽ bền da mấy anh chị. Cao 20 ngang 27, dày 7 phân, em bán 150 mã 511 ha. 150 mã là 511. Da này nó dày nha mấy chị ha. Nó dày và nó dẻo da, da đẹp lắm, da BU nhưng mà rất là đẹp da. Cái túi này sẽ bền. Một em da bụng vôi màu xám phơm trống, size gọn gọn cưng cưng thôi. Dây là dây zin nè. Ở đây dây người ta sẽ để mọc, không có viền keo giùm em ha. Em này còn rất là mới luôn nè mấy chị. Phụ kiện là vàng ươm, cái vàng của vàng nhạt ha. Sáng trưng luôn ha. Ở đây nó sẽ có bị đậm đậm đây nè. Đây ha. Rồi da thì rất là đẹp da nè. Gốc viền thì không có bị gì hết trơn ha. Như mới giùm em nha mấy anh chị. Nè phụ kiện đẹp dữ lắm. Khoen khóa đồng bộ một màu hết như vậy ha. Rồi đây nè ha. Vàng ươm như vậy. Bản dây này là khoảng 1,5 phân. Cái da này nó dày mấy chị. Và nó sẽ mềm, thật là mềm luôn nè ha. Da bụng vôi giùm em. Rồi mướt đẹp giùm em ha. Cái này thì da nó sẽ không có bóng. Nó như da lộn vậy mấy chị ha. Nè da bụng vôi. Rồi khóa hết. Đẹp phú hồn luôn. Size rất là cưng luôn. Da sẽ không có lỗi da bên trong. Bên trong của em này lót vải màu xám, vải dày cua như vậy. Lót giống như chưa sử dụng. Có tát hiệu nè mấy chị nè ha. Rồi cái này là cái tát vải giùm em. Một cái khóa. Em này là bên trong là không có một vết dơ gì hết luôn. Ngăn này sẽ sâu đến đáy luôn nè. Đây vải màu xám như vậy. Vải dày, mẹ im ru luôn ha. Rồi sạch sẽ nè ha.
Đây là một nhân to, một nhân nhỏ nữa. Để em coi nè, đây không có con vết gì, giấy em thấy là còn mới cứng luôn ha. Một đầu khóa khóa nhẹ nè mấy chị nè, cái đầu khóa mới kem như vậy ha, một nhân nhỏ nhỏ như nhân này sẽ không có nút bấm như vậy. Rồi da nó sẽ rất là dày và túi thì lại nhẹ dữ lắm giùm em mấy chị, nó rất là nhẹ luôn ha. Rồi form cưng cưng như vậy, size là cái size 22, là cái size đẹp gọn. Cao 18 ngang 22, dày 6 phân, em bán 250, mã là 11M. 250 ha, mã là 11M. Đây cái da này mấy chị nè, rất là dày và nó im ru như vậy ha, nó sẽ không có bóng da. Rồi da thì xịn dữ lắm. Một em màu nâu, nâu này nâu đậm, dòng da là dòng da bóng da rất là đẹp. À bản dây này là mình đeo vai, 2 phân bản dây giùm em ha, da là sẽ mướt. À ở đây mình thấy là gốc của mấy chị nó sẽ có hơi nhạt xíu xíu chỗ này ha. Rồi ở bên này lại không có bị nè, sẽ có bị trầy nhẹ nhẹ đây nè ha, trầy nhẹ nhẹ vậy da sẽ mướt nè ha, da này sẽ im, thật là im giùm em luôn nè. Phụ kiện là mặt đồng như vậy, ôi phụ kiện rất là đẹp luôn nè, đây vàng ươm như vậy ha. Rồi vàng rất là đẹp luôn mấy chị nè, sáng không có bị trầy ha. Rồi da nó sẽ có bị vài vết xước sát da như vậy, cái màu nâu, nâu là cái da nó lại bóng, rồi gốc nó sẽ có bị mờ mờ tí xíu, nhưng mà em này là còn khá là đẹp nè mấy chị, da nó sẽ đều màu như vậy ha. Rồi size cũng rộng rãi, một cái nút bấm sẽ không có ngăn phụ bên ngoài, một cái khóa khóa ngon giùm em. Bên trong là lót vải dù màu kem như vậy, ở đáy túi là em thấy có một cái vết chứ nè, nè vết mực ha. Rồi ngoài ra là em thấy nó sạch sẽ nha ha, một khóa phụ có tác hiệu, ngăn này sẽ sâu đến đáy luôn. À da thật mấy anh chị. Rồi khóa nhẹ em anh chị ơi, ở đây là sẽ có hai nhăn, à hai cái dắt vít cái đèn da luôn hay là bán da ngoài luôn này, rất là dày da, da em nãy xịn dữ lắm. Rồi đầu khóa nhẹ tơn nè, da này mấy chị nè, đầu khóa còn mướt rượt da luôn ha. Rồi một cái nắp ở đây nó có bị một vết nâu nâu như vậy, cái này là cái vải lót này ha. À đây mình có một nhăn nhỏ nhỏ, rồi không có nút bấm anh chị. Rồi một cái nắp đậy lại, có khóa kéo miệng luôn ha, da sẽ rất là dẻo da như vậy. À phơm em này là đứng phơm luôn nè mấy chị nè, túi nó sẽ không có rủ túi, nhưng mà túi lại nhẹ dữ lắm ha, da khá là đẹp giùm em mướt rượt. Phụ kiện là mê á, vàng đẹp luôn, cao 19 ngang 27, dày 9 phân, em bán 200, mã 114, 200 mã là 114. Em qua mẫu, một em màu đỏ rút miệng, à da nó sẽ tua rua da như vậy, đây là da thật giùm em ha, độ mới 80% thôi, tròn do như vậy, dây là dây dài hay dây có tăng giảm, à một mặt là da một mặt là bố. Rồi khóa đây là còn vàng giùm em, cái khóa dưới này sẽ mờ mấy chị nè, cái khóa dưới này sẽ mờ ha, da nó sẽ có bị trầy da. À, cái khóa này nè là còn sáng, cái khoen dưới này mới mờ ha. Rồi dập hiệu hết trên cái mấy cái khoen này nè, gốc đẹp nè, à gốc lại không có bị trầy khờn gốc luôn ha, 4 đinh. Rồi da là không có bị trầy mấy chị nè, đây nè ha, mướt rượt như vậy. Em này chỉ có cái khoen á, em cảm thấy là nó sẽ không sáng thôi, da sẽ có bị trầy xước nhẹ nhẹ thôi. Bên trong là một dây rút nè, bên trong của em này là lót màu nâu, lót vải nỉ. Ô em thấy vải lót là sạch trơn luôn như vậy, đây phải im ru như vậy ha, hành động sâu giùm em. Đây là một ngăn, mình được 2 cái khóa kéo nè ha, khóa là cái bảng da như vậy, có tác hiệu, một ngăn phụ, khóa ở trong là sáng, một ngăn này sâu chưa đến đáy luôn. Rồi khóa ngon hết giùm em ha. Ở bên này là một ngăn to một ngăn nhỏ, ở đây nó có một cái, à cái này là cái khóa mình móc cái này lại ha, rồi mình mới rút miệng lại, một cái móc khóa nè. Ôi cái khóa còn đẹp, ở bên trong lại còn sáng dữ lắm. Rồi chắc cú giùm em. Rồi sẽ rút miệng lại, da sẽ dày mấy chị, túi không nặng ha. Rồi da dày cui luôn nha. Rồi size gọn gọn cưng cưng như vậy. Cái này mấy chị mình thích thì mình để không, mình sẽ muốn cắt ngắn là vẫn được ha. Thôi nhưng mà thấy như vậy nó cũng xinh. Rồi độ mới 80% thôi mấy anh chị. Cao là 24 ngang 22, dày 12, em bán 150, mã 113. 150 ha, mã 113, size là 22, là cái size gọn gọn, size đẹp giùm em. Tiếp theo, một em phơm du lịch màu nâu giùm em ha, cái nâu này là nhạt nhạt. À dây em này là một mặt là bố màu nâu, rồi một mặt bố màu da như vậy ha. Khoen khóa là cái khóa đồng mấy chị nè, cái màu nó sẽ tối tối như vậy, nó sẽ có mờ ha, cái khóa này đây nè, nó sẽ có mờ kim loại.
Da là da thật chị em, dây là sẽ có tăng giảm, dây sẽ khá là dài ha, rồi khóa là cái khóa rời, mình có thể xách tay và có dây đeo như vậy. Em này chắc cũng trên 5 bộ đồ giùm em ha. Da là da thật, gốc em này sẽ có bị đậm đậm gốc này mấy chị, ở đây nó cũng có bị đậm đậm da tí xíu ha. Độ mới em này thì em cũng cho là 80% thôi, nhưng là da thật, da nó sẽ đều, cái mặt này em thấy nó đều hết như vậy ha. Rồi khoen khóa thì khóa đồng như vậy. À đây mấy chị nè, có một vết trầy nhẹ nhẹ thôi, da rất là ít bị trầy xước ha, màu là cái mặt này cũng vậy nè, em thấy rất là đều luôn ha. Rồi gốc có bị đậm đậm gốc thôi, hai bên hông sẽ có hai cái ngăn, ngăn nào ngăn nấy là nó rộng nè mấy chị, nó có cái phần hông gì ngăn nhỏ rất là rộng ha. Rồi chỉ có hai ngăn bên hông và một cái ngăn nhỏ trên này thôi. Bên trong em này là lót vải phi bóng, cái màu nó là cái màu giống như là cái màu rút tím tím mà rút rút vậy ha, rất là đẹp dùm em. Cái vải lót này, lót ở bên trong người ta định đáy này, đáy túi gọn sạch và không có bị một vết dơ nữa chị, vải lót lại đẹp ghê luôn, ở bên trong lại rất là mới luôn ha. Tác hiệu một cái khóa cũng là cái khóa đồng ha, rồi khóa là cái khóa hiệu luôn mẹ chị, cái hiệu này em này cái số gì 96 này ha, ở đây cái khóa này cũng số 96 nè. Một ngăn phụ rồi, ngăn này sau chưa đánh đáy vải là rất là đẹp, vải lót này mới ken giùm em đó chị. Ở bên ngoài da sẽ có bị cũ cũ da nhưng mà ở trong lại đẹp dữ lắm. Rồi trên 5 bộ đồ giùm em ha, bên trong đã ghê luôn nè, dây nè mấy chị nè, da sẽ đều hết cái phần bộ dây quai này ha, đây cũng cứng cáp ghê lắm nha. À túi sẽ đầm tay không có bị nặng ha. Rồi đây là một ngăn mặt trước, một ngăn là cái nút bấm giùm em. Rồi lót vải nè mấy chị nè, cái này là da miếng ha, lót vải rất là đẹp luôn như vậy, sạch sẽ hết luôn ha. Ô lót lại mê luôn, cái màu tím đẹp ghê luôn mấy chị ơi, không nặng giùm em ha. Một em phơm du lịch cao là 26, ngang 36, dày 13, em bán 220, mã 11L, 220, mã 11L giùm em, da thật mấy anh chị. Một em hàng Nhật, em này người ta sẽ phối nhiều bảng da như vậy nè, da rất là đẹp mấy chị, da nó sẽ láng mướt như vậy ha, cái dòng da này nó sẽ có những cái đầu màu nhỏ nhỏ như vậy, mình xách tay có thể đeo vai được ha. Rồi cái dây này là dây dẹp như vậy, bán dây này là khoảng 1/5, da sẽ mướt ha, màu em này rồi qua dây nó sẽ đều hết như vậy, da là mướt rượt luôn. Ở đây nó có cái chữ gì đây này ha, logo hiệu đây. Rồi da này mới chị bị vài vết đồ mồi như vậy ha, cái da thì lại rất là bóng luôn, qua dây ở đây là còn khá là đẹp luôn, u gốc lại đẹp ghê này ha, u gốc không bị gì hết trơn này mới chị, láng mướt giùm em này ha. Rồi phối nâu đậm nâu nhạt, rồi cái màu nó giống như hồng hồng đây. Rồi ở mặt này là em thấy nó cũng mướt rượt da ha, không bị trầy phần da, da đẹp ghê luôn. Rồi sẽ láng o và dòng da nó sẽ mềm, túi sẽ rất là nhẹ cái da này ha. Bên trong em này một khóa kéo miệng và hai ngăn, bên trong là lót da bu màu nâu như vậy, láng o sạch nha mấy chị nè, da sẽ không có bị trầy phần da ha. Rồi một cái khóa nè, khóa EKK, rồi da và da ngăn này sẽ sâu đến đáy luôn, mức rượt da giùm em. Ngăn này là cái ngăn khóa chính, đây đầu khóa là cái bảng da, ở trong này là khóa EKK như vậy. Rồi một ngăn nữa là cũng da bu màu nâu, không có ngăn phụ mấy chị nè, rất là sạch sẽ luôn. À ở ngoài mình cũng không có ngăn nữa ha, được ở trong là rộng như vậy, ba ngăn như vậy, túi nhẹ dữ lắm giùm em nè mấy anh chị nè, nhẹ tiều tiều, da sẽ dẻo, da nó dày nhưng mà túi là rất là nhẹ luôn, khoen khóa ngon lành hết giùm em. Cao là 23, ngang là 31, em bán 250, mã 11W, 250 ha, mã 11W giùm em. Em qua mẫu. Rồi một em form công sở SY hiệu của Pháp giùm em ha. Này cái logo này mấy chị rất là mới luôn ha, cái dòng da này nó lạ lạ lắm, mình rờ mấy chị, nếu mà mình rờ nhẹ nhẹ đi thì nó sẽ rất là láng ha, nhưng mà mình để tay mà mình giống như mình để sát bóp vậy thì mình cảm giác da nó sẽ hơi rít rít tay ha. Nhưng mà em này nè rất là mới giùm em này mấy chị, phụ kiện nè, rồi và trắng sáng như vậy ha, dập hiệu hết trên này, cái dây này cũng vậy nè, rất là đẹp luôn, mới tinh luôn nha ha. Rồi mình chỉ xách tay thôi, bản dây này là hai phân, da sẽ rất là dày nha mấy chị, nó đều hết giùm em ha. Rồi này gốc gác gì không bị gì hết trơn này ha, như mới giùm em ha, rất là đẹp luôn, sang. Rồi người ta sẽ trần ô như vậy ha, ôi phụ kiện em này đẹp dữ lắm luôn nha mấy anh chị, không có bị một cái vết lở trên da nào ha. Rồi gốc đáy là có dập hiệu như vậy, hình như đây nó có một vết trầy khần nhẹ nhẹ như vậy ha. À cái size cũng là cái size gọn gọn thôi, size vừa size đẹp. Một cái nắp ở đây là có một ngăn nhỏ nhỏ ha, một cái nắp bên trong. Bên trong của em này là lót vải hãng màu nâu như vậy, lót vải phi bóng mấy chị nè, đẹp dữ lắm luôn nè ha.
À đúng rồi, hai ngăn rời giùm em ha. Rồi, đầu khóa nè. Trời ơi, nó đẹp mấy chị nè. Nên như mới giùm em ha. Khóa là khóa hiệu hết rồi ha. Một khóa phụ khóa rất là nhẹ luôn, sâu đến đáy luôn. Đây cái tác hiệu miếng da như vậy. Đây vải này mấy chị. Rất là đẹp vải giùm em luôn nha. Một ngăn giữa. Rồi, khóa ngon lành hết luôn ha. Ô em này dễ đẹp lắm mấy chị ơi nè. Ở bên trong này, da nè. Ở đây là không có bị một vết trầy ha. Dòng da này là dòng da bình thường. Không có phải là da bóng ngoài. Một ngăn, hai ngăn ha. Lót đã dữ lắm luôn, vải lót dày dặn và sạch sẽ, nó mới tinh giùm em ha. Rồi em này là nó sang, cái da nó ra bóng nhìn nó sang, một cái ngăn nhỏ 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 xíu mấy chị nè. Cái này là chừng 5-6 phân gì thôi nè ha, lót đẹp sạch. Rồi cái dây này là cái khóa gì, trời ơi nó sáng trưng luôn ha. Rồi mặt sau sẽ không có ngăn, rồi cứng phơm đẹp như vậy ha, rất là mới giùm em nè mấy anh chị ha. Đó nhưng mà em chỉ có một cái là em chị thấy là đó, mình vuốt nhẹ mấy chị là nó sẽ rất là láng ha, nhưng mà mình cầm tay sát mình bóp thì nó sẽ cảm giác là nó rít tay vậy ha. Rồi mới keng như vậy, phơm cứng ngắt phơm, cao là 20 ngang 33, dày 11, em bán là 270, mã là 11B, 270 mã 11B giùm em ha. Tiếp theo một em túi vải mấy anh chị, như là mới vậy ha. Đây cái vải này là giống như là cái vải bố vậy mấy chị. À cái phần phối màu kem này, cái vải này là em thấy là còn dày hơn cái vải này nữa ha. Rồi dày dặn như vậy, màu kem là còn sạch sẽ trắng trẻo giùm em ha. Dây quai là dòng da miếng, cái này là mình chỉ xách tay thôi. Da này một khúc da như vậy, một màu nâu đều như vậy để mọc vậy ha. Rồi cái này là cái ngăn nè mấy chị nè, hai ngăn sâu đến đáy luôn nè ha, sạch sẽ. Ở đây nó có cái tag này là vải như vậy, em này là mắc in Nhật mấy chị nè, gốc không có bị một vết gì luôn nè ha, không bị một vết dơ giùm em, trắng tươi sạch sẽ luôn như mới ha. Ở bên trong là sẽ có một cái nút bấm. Rồi bên trong của em này, đây cái này là mấy chị là cái vải này nè ha. Rồi vải lót khá là dày dặn như vậy, ở đây là mình có một ngăn thôi ha. À đây có một cái nút bấm miệng cho không có khóa kéo ha. Rồi tag code ở trong này, ô dày dặn và sạch sẽ, một cái nút bấm miệng thôi. Với hai màu kem và cái màu này là cái màu gì đây, xám xám đó chị nè. Rồi vải dày dặn giùm em, mới tinh ha. Cao 24, ngang là 22 năm, dày 13, em bác 120 mã 115, 120 mã 115 như mới với em anh chị. Một em màu này là cái màu xanh xanh đậu mấy chị, da là da thật ha. Rồi phụ kiện coi nè mấy chị nè, cái màu nó tối tối vậy và nó to đùng như vậy ha, còn đẹp ghê luôn. Rồi cái đây là cũng vậy nè ha, ở đây là nó sẽ không có bóng được như ở dưới này giùm em. Hai bảng dây, một dây là mình xách tay vào, một dây đeo. Cái dây này là không có tăng giảm, dây cố định rồi ha, mình đeo chéo nha. Dây là hai phân giùm em, da còn rất là đẹp mướt rượt luôn nè, màu nó sẽ đều một màu hết giùm em ha. Ở đây cái dây này nè, đây nè mấy chị nè, rất là đẹp da, trầy xước da là không thấy gì luôn nè ha. Ở đây bên hông nè, em thấy là cái da nó sẽ nhăn nhăn da. Ở đây người ta sẽ may nè mấy chị nè, cái này là cái đường may người ta sẽ ép da lại như vậy ha. Rồi ở đây cũng vậy nè. À bên hông nè, cái da nó sẽ lại nhăn nhăn hết hai bên như vậy. Rồi gốc gác nè mấy chị nè, ô không có vết dơ ha, rất là mới luôn. Màu em này nó sẽ đều hết nè, khóa là cái khóa đồng to đùng như vậy nè mấy chị nè ha. Xịn, em này nó nhìn cái da nó mềm, quen khóa thì nhìn rất là xịn sò như vậy. Ô không có vết trầy luôn nha mấy chị, không có một vết trầy, không một vết đậm luôn, cái màu nó như vậy. Một cái nắp nè bên trong. Rồi ở đây mình sẽ có một cái nút bấm miệng ha. Bên trong em này là lớp vải kaki màu xám đậm mấy chị. Ô cái tác hiệu cái da coi nó đẹp, thật là đẹp, cái da này xịn như lắm mấy chị nè. Đầu khóa là mới tinh như vậy ha. Rồi cái dây kéo cũng còn rất là vàng sáng như vậy. Một ngăn phụ, ngăn này sẽ sâu đến đáy giùm em, vải là dày ha. Ở đây là một ngăn to, một ngăn nhỏ, ngăn rất là rộng. Ở bên hông cái da người ta sẽ xếp lại nè mấy chị, nó có cái phần này rất là rộng ha. Rồi rộng rãi dữ lắm luôn. Rồi cái nắp nó sẽ như vậy, có một cái nút bấm khóa đồng luôn nè mấy chị. Rồi mình sẽ để lại như vậy ha, dòng da dày và mềm như vậy. Đây mấy chị nè, bỏ cốp xe vẫn được luôn ha. Rồi màu sẽ đều một màu giùm em, da rất là đẹp mới tinh, em này là không bị một vết lỗi trên da. Cao là 27, ngang 29, em bán 220, mã 11Q, 220, mã là 11Q. Em này cái phơm là cái phơm mỏng mà nhưng mà bên trong nó lại rộng ghê. Một em da dạp vân thiên nga, cái màu của em này là cái màu hồng, hồng rút rút ha. Rồi cái vân này mấy chị là cái màu tím ha. Rồi dây kéo cũng là màu tím, Nikuli hiệu của Ý giùm em nè. Khóa này mấy chị, cái hiệu này nhìn cái khóa là biết liền luôn.
Em này là mình xách tay và đeo vai da dập vân thiên nga. Cái da của em này nè, ở đây người ta dập vân á mấy chị, nó sẽ có đen đen á, nó lạ lạ lắm. Cái túi này không phải là cũ này, mình nhìn kỹ nó sẽ có những cái vân là đậm đậm màu ha, nhìn giống như là bị đen đen vậy ha. Cái mặt này thì nó sẽ có đậm đậm da tí xíu, cái mặt bên này là cái màu nó sẽ còn đẹp đều hơn ha. Ở bên đây là em thấy nhạt nhạt da tí xíu mặt trước hả. Rồi đúng rồi, mặt trước này hiệu người ta dập đây nè em chị, Nikuli hơi bị mờ mờ ở đây ha. Rồi da ở đây là đều da mấy chị nè, da nó sẽ mướt đẹp hết trơn nha ha. Rồi nó chỉ đều đều cái da như vậy ha, nó có những cái vân đậm đậm như vậy. Ở bên hông người ta làm tròn như vậy. Đây em này rộng bên trong, một đầu khóa giùm em bên trong của em này. Rồi em này, gốc em này mấy chị nó sẽ không có bị trầy khờn tí nào, em này nó đều hết giùm em ha. Bên trong là lót vải hãng màu đen, vải là bóng lưỡng như vậy. À, đây tác hiệu Nicole Miller 1 ngăn, khóa là cái khóa giọt nước, khóa rất là nhẹ, lót ở bên trong đẹp lắm đó chị, mướt rượt luôn, ngăn này sẽ sâu đến đáy luôn ha. Rồi khóa cực kỳ nhẹ luôn, 1 ngăn to 1 ngăn nhỏ. Ở đây là cái màu tím tím này là dòng da nè, da lộn nè mấy chị, màu tím ha. Rồi ở đây nó sẽ không có dơ mấy chị nè, em thấy là còn đều màu nè, mình thấy nhạt nhạt da thì có nhưng mà không có bị đậm dơ. Rồi 1 ngăn 2 ngăn nè, rất là rộng như vậy ha, 1 ngăn chính và 2 ngăn nhỏ, 1 ngăn phụ nữa. Quá độc đáo, quá hiệu hết dùm em. Đây là 1 ngăn nhỏ nữa nè, dây kéo là cái màu tím, lót rất là đẹp luôn, ngăn này sẽ sâu đến đáy luôn. Rồi một em hàng ý, size là cái size vừa vừa, size gọn gọn mấy chị. Em này nhìn cái form của em này nó giống như là cái form trống vậy ha. Ở đây là em thấy nè, ở đây là cái miệng này nè, nó có đậm đậm da tí xíu so với lại ở ngoài này. Rồi túi lại nhẹ dữ lắm. Cao là 17, ngang là 26, 5 dày 9 phân. Em bán 250, mã 711. 250 ha, mã là 711 dùm em. Em qua mẫu. Một em ba lô, em này là vải nha mấy chị, màu xám và cái màu tím như vậy ha. Cái em này nó có những cái vết đậm đậm như vậy, nhưng mà cái túi mấy chị mình nhìn là không có bị cũ nha, nó bị dơ dơ dính dính như vậy ha, nhưng mà nó không phải là cái dạng mà xài cũ giùm em. Ồ cái túi này, những cái chỗ này em thấy nó còn rất là sáng luôn nè, gốc mà mình không thấy bị trầy khờn gì hết trơn, cái phần màu tím là mới ken luôn như vậy. Đáy túi mặt trước nghe vậy có một cái ngăn khóa, mặt sau một màu xám. Đây nè mấy chị nè, nó có bị đậm đậm chỗ này tí xíu ha, cái này là mình dễ nè mấy chị, nó giặt được nè ha. Rồi quai nó cũng có bị đậm chỗ này tí xíu, cái quai ở đây là khoảng 4 phân. Rồi một mặt màu đen, ở đây nó dày dặn nha, cái này to đùng giùm em ha. Ở dưới này là cái dây dù, rồi cái dây dù là thấy còn mới tinh luôn như vậy. 1 ngăn mặt trước nè, rồi 1 khóa 9, ở đây người ta làm dấu khóa hết trơn như vậy. 2 đầu khóa bên trong. Bên trong em này là lót vải dù, cũng là cái màu xám như vậy. Rồi ngăn này to như vậy. Ở đây là mình có 1 ngăn có cái miếng dán. Em này là hàng Nhật nha mấy chị, nhưng mà mắc in China vậy em. Cái này là nguyên một cái lô hàng Nhật. Rồi ngăn này là ngăn chống sốc. Ở bên này là mình có 1 ngăn 2 ngăn nhỏ nè ha. Ở bên trong là sạch dữ lắm nè, rất là sạch như chưa sử dụng giùm em nè mấy chị. Vải là còn thấy thẳng vải luôn ha, sạch dữ lắm luôn. Đá túi gì nè, gọn gàng hết luôn. Em này ở trong là giống như là chưa sử dụng vậy đó. 2 khóa giùm em, khóa ngon nha mấy anh chị. Rồi khóa đồng bộ là khóa gì hết trơn nè. Để em coi cái khóa này. À cái khóa này nó sẽ có bị gãy hết một cái đầu khóa nè. Đây nè mấy anh chị nè, cái khóa dài vậy đây gãy ha. 2 đầu khóa. Rồi 1 ngăn nữa nè. Đây cũng sạch đẹp. Rồi cái ngăn này nó cũng rất là rộng. Cái vải lót là dày dặn giùm em. Vải lót bên trong. Rồi 1 ngăn chính và 1 ngăn phụ như vậy ha. Cái giải này thì rờ thì giống giống như giải dù, nhưng mà em cảm giác là không phải giải dù, mấy chị nó dày lắm ha. Và coi giải mà nó đứng như vậy ha, nhẹ vậy lắm. Cao là 44, ngang 28, dày 9 phân. Em bán 200 mã 112, 200 giùm em, mã là 112 ha. Rồi nhẹ ghê luôn. Em qua mẫu. Một em màu kem, cái da của em này á mấy chị nó như là da sáp vậy đó nè, mình rờ nó sẽ như nhung vậy đó ha. Rồi nó dày và nó im ru luôn, da đã dữ lắm luôn. Ở đây cái quai ở đây người ta sẽ quấn lên thêm một lớp da nữa như vậy, cái màu này sẽ đậm đậm hơn. Ở đây nó có bị một vết đậm đen như vậy, gốc sẽ có bị đậm, nhưng mà cái da em này xịn dữ lắm luôn mấy chị. Trụ nó mướt rượt, nó im ru luôn ha. Có tách hiệu, có bị đậm đậm đây nè ha, có vết vết như vậy. Màu là cái màu kem vàng nhạt á.
Rồi, đây mấy chị nó sẽ có đậm đậm cái đường này ha. Nhưng mà da là da chắc đuổi luôn. Trời ơi, da gì mà nó lạ lắm mấy chị nè. À, giống như là da mài, da sáp vậy đó. Em không biết kêu làm sao cho chính xác nè. Mình rờ nó mướt được, nó y như nhung. Nó không có bóng da. Rồi, hai đầu khóa. Trời ơi, dây kéo là còn sáng ngời luôn. Bên trong em này là lót cái vải nỉ. Trời ơi, vải lót đã dữ lắm anh chị. Em này nó chắc dữ lắm luôn. Vải lót là dày dặn và im ru. Đây nó có cái tách hiệu. Đây nè mấy chị nè, tách vải nè ha. Rồi, sạch sẽ giùm em. Ở bên này cái ngăn nhỏ này nè, em sẽ thấy nè mấy chị nè, nó có hai cái vết nhẹ nhẹ vậy. Nhưng mà em này là ngoài ra là em thấy nó rất là sạch sẽ. Nó gọn nè mấy chị, cái túi người ta làm rất là đẹp luôn như vậy ha. Lót xịn sò, một ngăn to, ở đây là hai ngăn dắt vít nữa ha. Lót im ru luôn và đâu vào đấy cái đáy túi thẳng băng luôn. À, cái da này lại không có nặng giùm em mấy chị, nó dày dữ lắm ha. Ủa như nó dày lắm luôn, nhưng mà sao nó lại nhẹ dữ lắm. Đây nè, da, trời ơi, da đã dữ lắm luôn. Rồi dây kéo này mấy chị nè, coi nó sáng ngời ngời như vậy nè ha. Đây, cái đôi khóa kéo đã đời luôn. Rồi, túi lại nhẹ ghê luôn. Cái quai này đã to đùng giùm em. Cao là 19, ngang 29, dày 12, em bán 200, mã là 110 ha. 200, mã là 110. Em qua mẫu. Rồi, một em túi vải nha mấy chị. Cái vải này là giống như cái vải bố nha. Rất là dày như vậy. Màu đen, ở đây người ta sẽ may chỉ trắng. Em này là như mới giùm em ha. Ở đây nó có một cái ngăn nhỏ nhỏ nè. À, cái này cái chữ gì đây nè mấy chị. Cái này giống như là sơn vẽ gì lên vậy ha. Rồi, cao nha. Phơm là cái phơm đứng như vậy. Trời ơi, cao lắm. Bản dây này là khoảng 3 phân giùm em ha. Rồi, sử dụng như mới giùm em. Không có lốt gì đâu mấy chị nè, nó chỉ một ngăn như vậy thôi ha, sạch sẽ hết. Rồi vải thì rất là dày giùm em, có một ngăn thôi, cái mặt bên này là có cả này chỉ cái cọng dây vậy thôi ha. Rồi một em như mới giùm em. Cao là 43, ngang là 35, dày 6 phân, em bán 100 mấy anh chị, mã 117 ha, 100, mã là 117 giùm em. Em qua mẫu. Rồi một em màu nâu phơm du lịch gọn gọn, màu nâu đậm, nâu này là nâu đất mấy anh chị. Ở đây là cái dây này là cái dây bố rất là dày luôn. Rồi, dày cui nè, to đùng như vậy ha. Ở đây nó có một cái vết giống như dưa mấy anh chị. À, bản dây này là khoảng 4 phân. Rồi, khoen khóa em này là sẽ có bị mờ mờ giùm em. Khóa là đây mấy chị, cái trắng là cái trắng mờ, trắng bạc ha. Nó sẽ không có bị rỉ sét này ha. Là dập hiệu hết như vậy. Rồi, dây là dây zin giùm em mấy anh chị. À, cái khoen ở chỗ này nè mấy chị. Ở đây nó sẽ có bị đậm đậm nè ha. Da em này là da sẽ dẻo, da gốc gì đẹp hết nè. À, gốc lại không có bị đậm, không có bị trầy, da sẽ láng hết luôn ha. Rồi mút rượt da mấy chị nè, không có bị một cái vết trầy khờn nè trên da. Rồi khóa là cái khóa hiệu luôn nè mấy chị, khoen khóa là cái màu nó sẽ đồng bộ hết như vậy ha. Rồi dây là cái dây riêng giùm em mấy chị, khóa là to đùng như vậy ha. Rồi ở đây là một ngăn ở bên hông. Rồi cái ngăn này nó cũng rộng ghê nè, da em này sẽ dẻo da, quai dây ở đây là mướt đẹp giùm em nè ha. Rồi điều màu, da sẽ là mướt, không có bị khô da nha mấy chị, mướt được ha. Một ngăn phụ bên trong em này. Rồi khóa ngon giùm em. Bên trong của em này là lớp vải kaki, màu đó là màu kem, ô sạch dữ lắm luôn giùm em mấy chị. Vải rất là dày luôn và em này là không thấy vết dơ gì trên này rồi ha. Rồi đáy túi đây nè mấy chị nè, không có bị một vết gì luôn. Hai ngăn, một cái khóa giữa giùm em, khóa là đồng bộ khóa hiệu hết như vậy ha. Rồi khóa ngon mấy anh chị. Một ngăn to, một ngăn nhỏ. Một cái khóa nữa nè. Rồi khóa đồng bộ hết luôn ha. Ngăn này sâu đến đáy luôn. Rồi khóa lướt luôn nha mấy chị. Ở bên trong là đẹp dữ lắm luôn, không bị một vết dơ gì hết luôn. À để coi quần áo, ô rộng lắm mấy chị. Rồi em này chắc 5-6 bộ đồ giùm em, rộng. Trên 5-6 bộ, em thấy rộng ghê luôn ha. Rồi em này cái da lại chắc tay nặng tay giùm em mấy chị. Da xịn ơi là xịn luôn. Rồi một ngăn nữa nè, ngăn phụ. Ngăn này sâu đến đáy nè, ô sạch đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Vải em này là không bị một vết dơ, da cũng vậy ha. Em thấy nó sẽ đều hết như vậy, màu là đều tăm tắp hết luôn. Chỉ có cái ngay chỗ này là cái phụ kiện, ở đây là em thấy là nó có bị đậm đậm thôi. Ở trên này là còn trắng trắng và trắng mờ vậy ha. Sạch sẽ em này. Rồi một em phơm du lịch. Rồi da chắc tay giùm em. Da chắc đuổi. À em này là hiệu của Mỹ nha mấy anh chị. Cao là 35, ngang miệng 36, ngang đáy 32, dày 6 phân, em bán 220, mã 11C, 220 mấy anh chị, mã là 11C, em tiếp tục. Một em màu xanh riêu, em này là hai bản dây nè, cái bản dây này là mình cũng đeo vai được ha, rồi thêm một cái dây này là dây dài, đeo chéo giùm em. Ô khóa là còn đẹp như vậy, màu đen là còn sáng ngời ngời luôn ha, phụ kiện em này sẽ rất là đẹp giùm em, màu riêu riêu đậm mấy anh chị.
da sẽ không có bị lỗi gốc gì hết trơn này ha. Rồi gốc láng không bị trầy, không bị đậm da. Ôi đẹp da ghê này ha, gốc đáy gì thấy đẹp hết như vậy. Ôi da sẽ có bị trầy đây, nhẹ nhẹ xíu thôi mấy chị. Màu này nó sẽ đều hết như vậy ha. Em này sẽ rộng bên trong, ánh dây em này là 2 phân giùm em. Rồi da là mướt đẹp hết, màu em này sẽ đều một màu luôn. Em này cái dây em này là cái dây dài á mấy chị, lại là cái dây cố định. Rồi cái dây này sách này lại là cái dây rồi giùm em ha. Rồi bên trong một khóa kéo và một ngăn nút bấm. Bên trong là lót vải nỉ, cái ngăn này là cái ngăn có nút bấm. Ở đây là da nó sẽ có bị trầy một vết đây mấy chị này ha. Rồi ngoài ra là em thấy là mướt đẹp hết luôn ha nè. Mặt trước mặt sau gì da đẹp hết. Lót ở bên trong là không có một vết dơ gì hết. Ngăn này là cái ngăn chính này ha, ngăn chính là cái khóa bấm. Rồi thêm một cái ngăn khóa kéo nữa, một ngăn phụ. Rồi khóa lướt giùm em mấy chị. Ngăn này sau 2/3 túi. Rồi định đáy là lót là vải nỉ màu nâu, nó sạch, nó không có bị một vết dơ, rất là đẹp bên trong giùm em này, rất là rộng ha. Rồi bên đây là hai ngăn nữa, một cái nút bấm, thêm một cái khóa nữa này mấy chị. Rồi một ngăn nữa vậy nè, đây nè mấy chị, đường viền ha, sạch sẽ hết, cái này là không bị một vết dơ. Rồi vải là một màu nâu đều như vậy, sạch sẽ luôn. À hai ngăn như vậy thôi mấy chị, ở ngoài là sẽ không có ngăn nữa ha. Rồi dòng da là dẻo da, dày và dẻo da, màu đều tăm tắp luôn. Ô khóa là rất là đẹp luôn nè mấy chị nè, sáng ngời ngời luôn ha. Em này không có bị lỗi da. Cao là 27 ngang 26 dày 14. À, em bán là 250 mã 11G, 250 giùm em. Mã 11G, em qua mẫu. Một em da lộn, em này là mình đeo vai mấy chị, da lộn. Ở đây phối là cái dây quai, là cái da một miếng này. Trời ơi nó dày cua như vậy ha. Rồi đây mấy chị là hai cái lớp da rất là dày và cứng ngắc như vậy. Cái này cái gì mấy chị, người ta quấn quấn cái cọng dây gì lại nè. Cái dây nó nhuyễn nhuyễn như vậy ha, quấn. Trời ơi cái dây em này nó đẹp dữ lắm mấy chị. Rồi đây nè, ở đây nè cái da nè. Rồi một khúc da vậy ha. Da sẽ rất là đẹp, cái phần quai dây mướt rượt luôn, rất là mới luôn rồi mấy chị. Chỉ là cái màu vàng. Ở đây là cái phần da lộn. Cái phần da lộn này nè, gốc em sẽ thấy có bị đậm đậm gốc ha, phối ra nhiều màu như vậy. À ở đây nó cũng có vài vết đậm. Rồi da lộn này mấy chị nè, mình thấy nè, nó có sười sười vậy đó ha. Ôi màu thì rất là đẹp như vậy, phối ra màu đẹp. Đáy túi thì sạch trơn luôn ha, có bị đậm gốc giùm em. Size là cái size vừa mấy chị. Bên trong, bên trong là lót vải dù màu đen, sạch sẽ không có một vết dơ. Định đáy là thẳng băng như vậy. Đây rất là rộng. Ở đây mình có một ngăn nữa thôi, không có khóa phụ giùm em ha. Một có khóa kéo miệng, cũng không có ngăn phụ. Rồi đầu khóa là cái miếng da này, cứng nhắc nè mấy chị ha, là cái da miếng như vậy. Rồi da dày cui, đầu khóa là còn sáng sủa như vậy. Rồi da sẽ có bị đậm đậm mấy chị nè. Da lộn thì nó sẽ mềm như vậy ha. Rồi sách ta thụng thụng vai như vậy. Phối màu thì đẹp quá. Cao 19, ngang miệng 33, ngang đáy 26, dày 13, em bán 200, mã 11 mấy chị, 200 giùm em ha, mã là 11, em qua mẫu. Rồi một em túi vải mấy chị, vải phối với lại da, nhưng mà da này là da BU, không phải là da thật. Được cái là rất là mới như vậy, giải caro màu đen như vậy. Rồi dây này là có tăng giảm, dây sẽ khá là dài luôn. Ô khóa là đẹp dữ lắm mấy chị, nè khóa cái màu vàng nhạt là mới ken luôn. Đây rất là mới luôn, em này như chưa sử dụng giùm em ha. Gốc không bị gì hết trơn nè, da sẽ láng mướt hết, nhưng là da BU không phải là da thật giùm em ha. Rồi size cưng cưng như vậy. À em này đó vuông mấy anh chị, bên trong ở ngoài là hoàn hảo mấy chị, không có bị vết lỗi gì hết trơn ha. Rồi nó sẽ có, à nó sẽ rút vậy nè mấy anh chị, hai cái dây bên hông như vậy ha. Bên trong, ở bên trong cũng là lót vải màu đen. Đây nó sạch sẽ, rất là rộng bên trong như vậy. Cái vải sọc này mấy chị là dày dặn ha. Vải là giống như vải kaki, dày lắm. Có tách hiệu luôn nè, tách vải. Có một ngăn khóa. Ngăn này sẽ sâu đến đáy. Vải lót dày dặn giùm em. Bên đây là cũng có một ngăn to nữa như vậy. Ôi sạch dữ lắm nè. Tách cốt có một đống ở trong này nữa nè ha. Rất là rộng bên trong, vải này nó dễ thương. Đây mấy chị, kiểu nó rất là dễ thương như vậy. Khóa nè, ồ đẹp dữ lắm luôn, như mới. Rồi nhẹ tiều tiều mấy chị, cái bản dây này là phân cứng à, dây là dây mảnh thôi. Cao là 23, vuông 17 năm, em bán 120 ha, mã là 11H, 120, mã 11H, mới ken giùm em mấy chị, rất là dễ thương. Rồi một em phơm đứng, à cái này là mình đeo vai, xách tay và đeo vai thôi, dây nó sẽ ngắn như vậy thôi ha. Rồi da thì mướt da nè mấy chị, trời ơi, da đã ghê như vậy. Rồi gốc gác thì thấy đẹp hết như vậy ha. Da sẽ mướt rượt luôn.
hai mặt có tách hiệu dập trên da. Ô da đẹp ghê nè mấy chị, ngăn cũng nhiều như vậy ha. Ở đây là sẽ có ba cái khóa kéo nè. Rồi ở bên ngoài là em thấy là da không bị một vết gì rồi ha, láng mướt hết như vậy. Một ngăn phụ bên trong. Đây bên trong của em này, một ngăn giữa có khóa kéo nè. Cái ngăn này thì sẽ không có lốt nè mấy chị. Ở đây người ta chỉ gắn cái khóa kéo thôi nha. Rồi hai bên là cái da này luôn. Ngăn này nó nhỏ nhỏ thôi. Một ngăn ở trong này là lót vải dù, nó mới tinh và sạch trơn như vậy. À cũng không có ngăn phụ ha, ngăn này sẽ sâu như vậy. Bên đây là được một cái khóa kéo. Rồi sâu đến đáy luôn mấy anh chị. Lót ở trong là sạch sẽ, vải cũng là cái vải dù, nó mới tinh luôn ha, không có bị một cái vết gì luôn nha. Một ngăn nữa nè, ngăn này sâu đến này thôi. Rồi sạch như vậy. Em này là da không bị lỗi da giùm em, láng bóng như vậy ha. Rồi ngăn rộng rãi đeo vai. À cái khóa em này là mờ mờ nha mấy anh chị ha, cái trắng là cái trắng mờ như vậy. Da qua gì là mướt đẹp hết nè ha. Ô không có bị khô, không bị trầy da. Phơm là phơm đứng, túi nhẹ tiều à mấy anh chị. Da thật dùm em. Cao 22, ngang cũng 22, dày 9 phân. Em bán 200, mã là 3 số 1 mấy anh chị. 200, mã là 3 số 1. Da thật, em này cái da nó dẻo như vậy nè. Đây ha, rồi khá là mới nha mấy anh chị. Một em vải phối với lại da. Đây mấy chị, cái vải này nè, giống như là cái vải ren vậy đó, nhưng nó dày dày ha, bông hoa như vậy, tông đỏ. Rồi, ở màu nâu này là da thật dùm em. Da em này là sẽ mướt da nè mấy chị, da còn rất là mới luôn nè. Ở đây là còn vàng ươm như vậy. Rồi, đáy túi cũng là cái vải luôn như vậy. Ở đây là viền một đường nâu. Da em này là đều da mấy chị, nè không có bị vết trầy khờn gì hết trơn. Túi này rất là mới ha. À, một cái khóa bấm rồi, ở đây là có một ngăn phụ bên trong. Một cái khóa nè, không có khóa kéo miệng nha mấy chị, một nút bấm. Đây bên trong của em này, lót ở trong là cái vải dù màu nâu sạch trơn nè, rất là rộng bên trong. Một ngăn phụ, một cái khóa khóa nhẹ dùm em. Ngăn này sẽ sâu đến đáy luôn, cái vải dù này nó sẽ sột sẹt nè mấy chị, nhưng mà nó sạch trơn ha, nó mới tinh luôn. Một cái nút bấm rồi, ở đây thêm một cái nút nữa nè ha. Ồ, cái dây này mấy chị là cái chỗ này là nó nặng trịch luôn nha ha. Một ngăn phụ. Rồi đây sạch trơn. Rồi một ngăn chính, một ngăn phụ. Ở đây là có một cái nút bấm. Rồi mới tinh nè mấy chị. Dây là dây đôi như vậy. Da ở đây là mướt đẹp như vậy ha. À bên này là người ta cũng không có viền keo để mọc như vậy. Túi vải giùm em ha. À, cao là 21, ngang 24, dày 15. Em bán 220, mã 11F. 220 giùm em ha. Mã 11F. Em tiếp tục. Một em màu đỏ hồng, size nhỏ gọn thôi mấy chị. Em này là mình xách tay và đeo vai được ha. Rồi da sẽ rất là đẹp, da mướt đẹp. Ở đây là cái phần dây quai là em thấy nó đều màu ha, da không bị khô giùm em. Gốc em này là không có bị trầy, em thấy có bị đậm đậm da tí xíu thôi, rất là đẹp da. Rồi không có bị trầy xước da nha mấy chị. Phụ kiện là còn trắng sáng như vậy. Trời ơi khoen khóa đẹp dữ lắm luôn nè, nó to đùng luôn ha, rất là sáng phần phụ kiện. Ô em này đẹp quá nè mấy chị nè, sáng ngời ngời luôn nha. Rồi da em thấy là có bị đậm gốc mấy chị nè, không có bị trầy da một vết nào luôn ha. Mình xách tay và đeo vai. Bên trong một nút bấm miệng. Bên trong em này lót đẹp dữ lắm anh chị, nó mới tinh luôn như vậy. Lót phải kaki, cái hoa hướng dương như vậy ha, rất là đẹp. Rồi một ngăn, hai ngăn và một cái khóa giữa. Ở bên trong nó rộng mênh mông. À ở trong cái vải lót này người ta dập cái chữ wash mấy chị. Ở đây là một khóa nè. Ô nè, ngăn này sâu đến đáy. Vải là không một vết dơ và rất là dày, nó mới can giùm em ha. Có tác hiệu, cái hiệu của em này là smart nè mấy chị. Một ngăn nữa. À em này lại khóa nhiều ghê nè mấy chị nè. Ở đây là một ngăn khóa, ở bên đây thêm một ngăn khóa, thêm một cái khóa giữa nữa ha. Rồi sạch sẽ hết giùm em, tìm không ra một vết dơ. Đầu khóa là cái miếng da nó mới ken luôn. À ở đây nó sẽ hai bên nó có hai cái độ móc khóa. Rồi ô nó sáng trưng rồi mấy chị. Em này đúng ra là có dây, em bị mất dây mấy chị nè, có hai cái khoen như vậy ha. Một nút bấm thôi. Da em này sẽ nặng tay giùm em mấy chị, nó chắc khừ cái túi luôn ha. Dày dặn và chắc khừ luôn. Rồi đều màu mấy chị, nó không có bị đậm nhạt da giùm em. Em này quá trời bên trong đã, mới tinh nè. Cao là 25, ngang 34, em bán 250, mã 119. 250 giùm em, mã là 119 ha. Em qua mẫu. Một em màu xanh. À em này là dáng cặp, da em này nó xịn dữ lắm anh chị. Da này sẽ không có bị trầy phần da luôn nè ha. Rồi quai dây ở đây là còn cứng nhắc như vậy, phụ kiện đồng mấy chị nè. Ồ cái khóa này nó trơn lỉnh như vậy ha, nó không có bị trầy khờn nha mấy chị nè. Mình rờ nè, láng bước như vậy.
cái màu của nó vậy. Đây này ha. Rồi dây là dây zin giùm em, khóa em này rất là xịn giùm em. Da là không có bị xước sát da gốc gì, đẹp hết luôn nè. Cái viền này mấy chị, viền keo láng o như vậy. Không bị một vết lỗi cái mặt trước này rồi nè. Rồi, mặt sau cũng vậy nè, nó sẽ láng mướt đều giùm em ha. À cái hiệu của em này nè mấy chị nè, ở đây là cái khóa người ta dập hiệu như vậy. Rồi, ở trên này nè, trời ơi nó chắc khừ cái phần quai dây ha. Cô da còn rất là đẹp giùm em. Rồi, cái size cũng là cái size gọn gọn như vậy. Dây là dây zin giùm em. Dây là khoảng 2 phân rưỡi. Rồi khóa ở đây là hai cái miếng khóa như vậy. Rồi có tăng giảm. À dây là khóa rời ha, cái dây này sẽ ngắn ngắn thôi, đeo vai được á. Ở bên trong nè, một cái khóa. Hai cái dây này lòn vô nè mấy chị. Rồi bên trong em này. Đây bên trong. Trời ơi lót vải đẹp dữ lắm anh chị nè, một ngăn rộng như vậy. Lót vải là còn mới ken giùm em, dập hiệu như vậy ha. Vải là cái vải dù đẹp lắm anh chị. Ở đây là một cái khóa là giống khóa ngoài ha, khóa đồng bộ, khóa hiệu như vậy. Khóa xịn. Một ngăn. Rồi ngăn này thì sâu 2/3 túi thôi. À cái tách hiệu mấy chị người ta lại giấu ở trong này. Rồi cái hiệu để em ghi sao, Made in Italy giùm em, hàng chi da xịn chữ. Rồi ở đây là có cái này là cái gì đây? À cái này là cái nút bấm a. À, đây nè mấy chị, cái này là có bấm miệng lại vậy thôi ha. Rồi thêm một cái nắp như vậy. Da là rất là đẹp da giùm em mấy chị nè. Em không thấy trầy khọt, em nó xịn dữ lắm mấy chị. Phụ kiện là cái khóa ở ngoài cũng vậy nè, em thấy nó chắc khừ luôn nha. Rồi ở đây là có một cái nút bấm. Thêm một cái nắp nữa nè. À được một ngăn nữa nè mấy chị. Một ngăn và một cái khóa ngoài. Rồi đây, trời ơi cái vải nó đẹp dữ lắm mấy chị. Cái vải này dù mà nhưng mà nó dày dặn và đẹp ghê luôn. Thêm một cái ngăn có nút bấm nữa. Sạch sẽ giùm em ha, rất là sạch sẽ. Rồi một cái nắp, cái khóa này mấy chị nó chắc khừ luôn nè. Ở có cái khóa nào tôi dập hiệu ở mặt dưới này nè ha. Rồi ở đây cái khóa gài nó vậy nè mấy chị. Ở đây nó có một cái nút rồi mình phải đẩy xuống vậy, nó chắc dữ lắm luôn. Mở là phải đẩy cái này lên một cái nha. Rồi hai cọng dây này nó nè. Rồi em này da rất là chắc. Ô da em không thấy bị một cái vết lỗi gì hết trơn nha ha. Rồi sách tay và có dây đeo, dây là dây zin hết luôn. Một ngăn phụ nữa. Sau 2/3 túi thôi. Rồi sau đến này thôi mấy anh chị. Lớp ở trong là rất là sạch. Ôi em mê cái lớp của em này quá trời luôn. Da của em này là đầm chắc tay giùm em. Không bị một vết lỗi, rất là xịn da luôn này mấy chị. Da nó sẽ bóng da, nó sẽ mướt rượt luôn á. Em không thấy trầy khờn gì hết trơn. Ô đẹp dữ lắm. Em này là mới giùm em. Màu xanh đậm. Cao là 19, ngang 31, dày 12, em bán 250, mã 11X, 250, mã 11X. Em này rất là xịn luôn nha mấy anh chị. Em qua mẫu. Rồi, một em cưng cưng như vậy, da dập vân rắn, cái màu nó là đỏ, đỏ cam mấy anh chị ha. Cái dây là dài, mình có thể đeo vai được nè ha, đeo vai kẹp nách. Gốc em này sẽ có bị nhạt gốc tí xíu, da thì sẽ còn rất là đẹp luôn nè. Mình rờ cái da này nó sẽ láng giùm em ha. Rồi, có bị nhạt nhạt gốc tí xíu thôi. Cái túi đẹp. Hai mặt da đều đẹp da giùm em nè, không bị lỗi da ha. Rồi chỉ bị nhạt gốc tí xíu thôi. Quai dây nó sẽ rất là dày và nó sẽ im ru như vậy, kiểu là như phân trắng á chị. Bên trong hai đầu khóa, trời ơi khóa đã khóa lướt luôn. Đây bên trong em này lót đẹp dữ lắm này mấy chị, định đái rồi ha, thẳng băng. Lót không có một vết dơ giùm em, vải là ô dày cui và rất là đẹp luôn. Em này dễ thương gì đâu. Bên trong một ngăn nữa nè ha, ngăn này nó sẽ ngắn ngắn như vậy thôi, khóa là cái khóa giọt nước, khóa màu hồng. Một ngăn phụ. Rồi có tách hiệu này mới chị, tách vải. Ở đây là một ngăn nữa như vậy ha. Cái ngăn nó sẽ ngắn ngắn thôi. Rồi rộng rãi bên trong như vậy. Sạch trơn, không có một cái vết dơ giùm em. Rất là nhìn mê. Rồi hai đầu khóa. Đầu khóa là cái bảng da luôn như vậy. À túi sẽ nhẹ mấy anh chị. À, rồi không có ngăn bên ngoài giùm em không ha. Em này dễ thương. Cái size gọn gọn. Cao 17, ngang 30, dày 4 phân. Em bán 250, mã 811. 250 giùm em, mã là 811 ha. Em này rất là cưng. Rồi một em dù ý nha mấy chị. Em này là dù phối da. Cái phần da của em này á mấy chị, ở trên cái miệng túi này sẽ có bị nhạt da ha. Cái dây thì lại đẹp dữ lắm. Ồ cái dây nó xịn nè mấy chị nè. Nó đẹp, nó rất là mới luôn mà nó dày cui, không có bị dơ đậm gì ở đây ha. Rất là mới cái phần cái dây. Ở dưới này cũng vậy nè ha, rất là đẹp luôn. Đây mấy chị nè, Italia vậy ha. Đây cái dây đó nè. Rồi nhạt dạt da cái đường viền thôi mấy anh chị. Ở dưới này lại rất là đẹp như vậy. Ồ hiệu người ta dập ở đây nè mấy anh chị. À nó chỉ phối đây có miếng da chỗ này. Ở này cũng là da nè ha. Rồi dập hiệu ở đây. Mặt này là mặt trước, cái logo thì lại còn đẹp dữ lắm.
góc hai bên này mấy chị, nó sẽ có bị sười cái phần giả dù ha, đáy túi sẽ có bị dơ dơ tí xíu. Cái phần dù ở trên này thì lại đẹp lắm, không có bị một cái vết gì luôn này ha. Cái phần da ở đây này, rất là đẹp luôn. À, ở đây là có tăng giảm, ở đây người ta làm ngộ ngộ này mấy chị nè, hết nấc là còn xíu thôi ha. Cái dây thì nó cỡ này thôi, sẽ không có dài hơn được bao nhiêu ở đâu ha. À, cái này là hết rồi nè, tới da nè, cái này là cái miếng da, cái da này rất xịn ơi là xịn luôn. Một ngăn nhỏ nhỏ nè, rồi bên trong túi tốt nha mấy anh chị, bên trong là lót vải hãng rất là sạch giùm em nè mấy chị này, lót vải hãng như vậy ha. À, một ngăn chính nè, rồi ở đây mình sẽ có một ngăn có cái nút bấm như vậy, ô tốc hiệu đây nè mấy chị, tốc hiệu nó sẽ có bị mờ mờ ha. Rồi có mã QR dây nó vậy ha. Rồi một ngăn ở đây là có hai cái ngăn, ở trên này là rút thun miệng như vậy. Ô lót bên trong lại đẹp ghê nè mấy chị, lót ở bên trong lại sạch dữ lắm, lót vải hãng giặt hiệu nè mấy chị. Một nút bấm, rồi nút sẽ khá là nhạy mấy chị, nút thích thật là thích luôn. Một ngăn nữa nè, rồi ngăn này sẽ sâu đến này luôn ha. Cái dù này em chị nè, dù này dày ha, cái dù xịn có bị khờn gốc thì em. Rồi da này mấy chị nè, ở miệng túi này da nó sẽ có bị nhạt nhạt da, trời ơi cái da chỗ này lại đẹp dữ lắm luôn. Rồi một em to mấy chị, túi tốt cao là 29 ngang 34 dày 14, em bán 200 mã 11H mấy chị, 200 mã là 11H ha. Em qua mẫu rồi một em, à cái màu em này không biết kêu màu gì giờ đó mấy chị, nó nhạt nhạt như vậy, cái da em này là nó mướt rượt luôn ha, nè da thật giùm em. À cái quai này là dài nè, mình có thể đeo vai ở đây là thêm một lớp da nữa như vậy, trời ơi cái chỗ này nó mướt rượt luôn nha, láng bóng luôn. À cái phần gốc lái em này là cái da chỗ này là mình thấy là nó sẽ không có láng bóng được như ở trên này ha. Nè em thấy là nó sẽ có khô khô da hơn vậy ha. Rồi khoen khóa là đồng như vậy, hai mặt sẽ như nhau, em này đựng đổi rất thích tâm mấy anh chị. Ở đây là sẽ có một cái nút bấm ha, da là sẽ không có bị trầy hờn da, láng bớt hết luôn ha. Nhưng mà cái phần bên hông này em cảm giác là da nó sẽ giống như là không có bóng da thôi. Một cái nút bấm, cái quai thì đẹp vậy đó bên trong. Rồi bên trong em này lót vải màu nâu, lót vải dù in hiệu. Ủa mà em không có thấy cái hiệu nha. Ô nó sạch dữ lắm nè mấy chị nè. Một ngăn to, một cái khóa khóa là cái khóa YKK, cái khóa là đồng luôn vậy. Một ngăn, rồi ngăn này sâu đến đáy luôn nè. Ở đây nó có cái cốt gì bên trong, có dán bên trong mới tin nè mấy chị. Rồi ở đây là một ngăn nữa, à, không có thấy hiệu mấy chị. Nhưng mà cái vải là có giặt hiệu nè, không biết cái chữ gì đây, nhìn không ra luôn. Rồi một ngăn nút bấm thôi, không có khóa kéo miệng, được cái khóa bên trong. Ở ngoài cũng sẽ không có ngang, cái túi này nhẹ tiều tiều mấy chị, cầm giống như không cầm ấy, nó nhẹ dữ lắm giùm em. Cao 19 ngang là 37. À, em bán em này là 150, mã 118 ha, 150 mã 118. Rồi tiếp theo một em màu cam, em này là cái phơm đứng cam, này là cam đất cam đậm giùm em. Ủa cái da này nó dày lắm và nó sẽ rất là mềm da. Dây là cái dây bản to khoảng là 3 phân. Rồi cái này là mình đeo vai thôi ha, phơm đứng, hiệu đây mấy chị Ibiza, hiệu của Nhật như vậy ha. Rồi da rất là dày luôn. Ở trên miệng túi em thấy là có đậm đậm da mấy chị, so ở dưới này ha, nó sẽ có đậm. Ở đây người ta sẽ phối một cái miếng da màu nâu, nâu đậm. Gốc sẽ có bị đậm đậm gốc như vậy ha. Rồi có bị đậm gốc, mướt da không có bị trầy da. Đây cái tách hiệu ở trên này nữa nè ha. Rồi nè, có bị đậm đậm vài vết mấy chị. Cái phần da màu nâu này nó sẽ đều ha, cái da màu nâu này đẹp ghê luôn. Rồi có bị đậm trên này. Rồi ở đây nó có bị một vết ố da chỗ này. Bên trong một cái nút bấm miệng. Bên trong là lót và vải hoa văn, cái màu nó là cái màu gì đây? Trời ơi nó mới nè mấy chị nè, rất là sạch đẹp như vậy ha. Ô giả đẹp ghê luôn. Một ngăn, ngăn này nó sâu mấy chị. Ở đây là một ngăn to, một ngăn nhỏ. Ở bên này là mình có một cái khóa nữa này ha. Rồi cái khóa cũng là cái khóa to đùng, khóa YKK chắc cú. Rồi một ngăn sâu 2 phần 3 túi thôi. À cái ngăn này nó sẽ rời ra như vậy. Một cái nút bấm, trời ơi cái da của em này nó mấy chị kìa, cô nó im thật là im luôn ha. À cũng không có ngăn phụ. Rồi túi lại nhẹ, da rất là nhẹ, phơm đứng. Bên trong lại sạch sẽ, em không thấy dơ. Cao là 31, ngang 25, dày 6 phân. Em bán 150, mã là 411 mấy anh chị. 150, mã là 411, da rất là xịn luôn ha. Rồi, có bị đậm đậm da thôi. Em qua một em màu nâu, em này là du lịch công sở gì đều được mấy chị, nó to to ha. Rồi màu nâu, ở đây người ta sẽ phối một cái miếng da là giống như dập cái lá mấy anh chị. Màu nâu đậm, gốc em này sẽ có hơi đậm gốc tí xíu thôi. Da cũng láng mướt và cái da này khá là dày mấy anh chị.
Đáy túi thì rất là rộng luôn, có một vết đậm đậm thôi, đáy túi thẳng băng luôn. Cái da này còn khá là đẹp giùm em này ha, màu nó sẽ đều này, rồi không có bị đậm nhạt da ha. Rồi cái da này có dập vân, cái vân nó sẽ to to, ở đây là em thấy có bị đậm đậm chỗ này tí xíu. À cái này là mình chỉ xách tay thôi, ở đây là cái dây này mới chị, cái da ở đây người ta sẽ may đôi lại như vậy ha. Rồi sẽ là mút rượt da, màu là đều hết, đồ mới này cao giùm em. Ô đẹp lắm, da rất là đẹp, và cái màu này là cái màu nhạt nhạt nâu mà nhạt nhạt, màu đẹp lắm. Bên trong rất là rộng giùm em nè mấy chị, hai bên hông nó sẽ có hai cái nút bấm như vậy ha. Rồi mình đang mở rộng miệng ra như vậy, hai ngăn và một cái khóa giữa, cái khóa giữa này nó sẽ nằm nó nằm giữa túi luôn nha mấy chị, nằm sâu xuống dưới, lót sạch dữ lắm. Rồi nanini gì nè mấy chị ha, Renew lá đơ da thật, một khóa sâu đến đáy luôn, vải là cái vải dù in hiệu mấy chị, in hiệu hãng, như chưa sử dụng nhiều em không có một vết gì. Rồi một ngăn to một ngăn nhỏ, một cái khóa phụ nữa ha. Rồi sạch, ô sạch dữ lắm, cái phần lót bên trong em này là như chưa sử dụng, em không thấy một cái vết dơ ha, lót rất là đã luôn. Rồi một cái nút bấm miệng, em này là bị mất dây, ở đây em thấy có khoen, ồ cái khoen ở trong là nó còn sáng ngời ngời luôn ha. Mặt trước là ngăn nữa nè, đây nè mấy chị coi nó sạch như vậy ha, cái ngăn này rất là rộng. Ở bên này là một ngăn nữa, ô đã ghê em này, rộng rãi sạch sẽ như mới nha mấy chị nè ha. Em này là cái da nó sẽ đều hết như vậy, cái màu nâu này rất là đẹp luôn, cái màu nâu nâu cũng đậm đậm nhưng mà nó tươi, nâu nhưng mà nó tươi ha, màu khá là đẹp. Rồi độ mới cao giùm em, cao là 24, ngang là 45, dày 16, em bán 270, mã là 11 ơ, 270, mã là 11 ơ giùm em. Em qua mẫu một em màu nâu, cái này là mình đeo vai được ha, dây sẽ dài. À cái dây người ta sẽ làm cái bảng da dẹp như vậy, chắc khoảng 4 phân, da sẽ có bị đậm ở đây nè, rồi có bị đậm cái phần quai, cái da thì rất là mềm luôn nè mấy chị. Ô cái khoen kiểu này nó to đùng và nó còn sáng, thật là sáng luôn ha, màu đen còn sáng, cái phần kim loại đẹp ghê. À có hiệu. Rồi gốc đá em này có bị đậm da nè mấy chị, đáy túi có bị đậm một vết ha, trời còn không thấy. Cái mặt này thì không có lỗi da, mặt sau rồi không có bị lỗi da giùm em mấy chị, em thấy là mướt da ha. Ở đây cái miệng túi người ta sẽ viền một cái miếng da này, là đây cái màu nó là nâu nâu như vậy, bóng cái phần da này ha, một cái nút bấm miệng. Đây bên trong em này cũng rất là rộng luôn, hai ngăn và một cái khóa giữa. Rồi đây bảng da ô rộng ghê nè mấy chị, cái miệng túi rất là đẹp, ở đây là em thấy là còn mới ken cái phần da bóng này luôn ha, rất là đẹp, không bị đậm nhạt, không bị một vết gì luôn. Một ngăn to một ngăn nhỏ, vải dù in hiệu mấy chị, cái vải lót thì đẹp dữ lắm. Rồi ở đây là một cái khóa nữa nè ha, và khóa ở đây dập hiệu nè mấy chị, một ngăn 2/3 túi chắc chắn em này ha, nhưng mà em này có bị đậm da phía ngoài thôi, một ngăn nhỏ nữa nè. Con cá là cái túi mình nhìn nó còn sáng vậy lắm, 2/3 túi thôi. Rồi vải hãng, vải rất là đẹp, vải lót đậm da quai giùm em ha. À em này cái da nó cũng sẽ không có nặng, phơm nó cũng có chịu đứng như vậy. Cao là 32, ngang miệng là 38, ngang đấy 24, dày 13. Em bán là 200, mã là 11V mấy anh chị. 200 ha, mã 11V, da là da thật giùm em ha. Màu rất là đẹp mấy anh chị. Em qua mẫu một em lui qua tư ri, em này là mình đeo vai. À em này nó sẽ có cái chiều ngang ha, cái canvas mấy chị phối với lại da nhiều màu như vậy ha, hồng kem, rồi cái màu này sẽ đậm đậm hơn tí xíu, cái phần quai em này nó sẽ có đậm da ha. Rồi đây này sẽ có đậm da, da thì mướt đẹp nhưng mà có bị đậm, da nó sẽ không có bị khô. Rồi mình đeo vai, cái phần canvas thì đẹp dữ lắm, không bị gì hết trơn, tóc đáy không bị gì hết trơn, ở dưới này nè cũng còn rất là đẹp luôn ha. Rồi điều màu giùm em, mặt này là cái mặt gì đây, à cái này là cái mặt trước này ha. Rồi mặt sau thì có bị một vết đậm như vậy này ha, cái canvas thì không có bị một vết lỗi gì hết trơn, có đậm cái đường viền này luôn. Bên trong khóa em này là sẽ đây mấy chị, khóa là cái khóa rời như vậy ha, khóa còn rất là được, một khóa kéo miệng, khóa hiệu mấy chị, trời ơi khóa kéo lướt đã lắm. Bên trong là lớp vải hãng, rồi màu nâu nè, lớp vải in logo giống như ngoài nè mấy chị, ở đây là rất là gọn sạch như vậy. Một ngăn phụ, trời ơi cái khóa nó lướt mấy chị nè, khóa sáng trưng luôn, một ngăn ngăn này sẽ sâu đến tái luôn, vải là cái vải dù ha. Đây tách hiệu có mì trầy khờ, một ngăn hai ngăn lót ở đây là rất là gọn đẹp như vậy. Đây nè cái khóa bên trong cũng còn rất là đẹp như vậy, cái khóa kéo nó lướt dữ lắm.
Ồ, phát ngon vậy lắm, không có ngăn phụ giùm em ha. Rồi da nó sẽ dẻo da này mấy chị, nó có bị đậm đậm tí xíu thôi, phơm sẽ đứng phơm ha. Cao 18 ngang 28, dày 8 phân, em mã 250, mã là 11 y mấy anh chị, 250, mã là 11 y giùm em ha. Em qua mẫu, một em màu đen, da là da thật ha. Rồi em này cái da nó còn bóng ngời ngời luôn, cái này là mình chỉ xách tay thôi. Bản dây này là 1,5 phân, da khá là đẹp mấy chị nè, không có bị trầy da ha. Rồi gốc thì đẹp hết luôn nha. Ở đây cái viền á mấy chị, người ta để mọc như vậy ha, đây đừng may như vậy thôi, không có viền keo. Rồi một cái khóa này, da sẽ không có bị một vết gì hết trơn, da này dày và rất là dẻo da. Em này cái da nó đẹp ghê luôn. Rồi em thấy bên hông gốc đá gì đẹp hết luôn vậy ha. À búng ngời ngời luôn, cái form em này cũng rất là đẹp form. Bên trong nè, đây là có một cái nút bấm, bên trong là một ngăn, này là cái ngăn chính giữa, lót ở trong là vải kaki màu vàng như vậy ha. Ở đây là một ngăn nữa nè, sẽ có một cái khóa. Cái vải lót em này cái phần trên nó có đậm đậm tí xíu, ngăn này sâu nè, vải thì khá là dày. Đây nè mấy chị, nó sẽ có đậm cái đường này ha. Ở bên này có hai ngăn nhỏ nữa, vải thì rất là dày dặn luôn nè, đậm cái phần trên này thôi ha. Ở dưới đáy túi thì sạch sẽ, vết dơ không có vết cụ thể mấy chị. Rồi sạch sẽ cái phần đáy túi ha, cái nút này rất là nhạy như vậy ha, nè nó chỉ có một cái nút bấm như vậy thôi. Rồi hai ngăn này sẽ không có nút bấm nữa ha. Rồi da rất là đẹp da, một ngăn, ngăn này thì sâu đây giữa túi như vậy ha. Rồi khóa nhẹ giùm em. À da của em này lại không có nặng tay. Rồi em này da xịn, không có bị một vết lỗi giùm em. Cao là 21, ngang miệng 26, ngang đáy là 27,5, dày 14, em bán là 200, mã 113. 200 giùm em ha, mã 113. Da đẹp ơi là đẹp luôn mấy chị. Nè, nó có cái tag hiệu ở đây nữa nè ha. Rồi, miếng dép da luôn như vậy. Em qua mẫu. Rồi, một em nhỏ nhỏ cưng cưng, Kitamura. À, cái da này đẹp mấy chị, có bị trầy phần da, cái dây sẽ khá là dài ha. Rồi cái này là mình đeo chéo nhưng mà em nghĩ nó khá là dài, mình chỉ tăng giảm bằng cách cột thôi, không có khóa then gì hết trơn này ha, cố định dây như vậy. À người ta sẽ may cái chỉ màu nổi như vậy, da sẽ có bị trầy phần da nhưng mà cái da nó rất là bóng, da rất là đẹp dẻo da như vậy, mút tay mấy chị trời ơi, nó lát o luôn. Rồi gốc sẽ có bị nhạt gốc xíu mấy chị nè ha, có trầy phần gốc tí xíu. Ô da đã lắm, da sẽ trơn lỉnh luôn ha. Rồi em thấy là cái mặt trước có trầy khờn, cái mặt sau nó ít hơn nè ha. Cái dây này sẽ mảnh thôi. Rồi một phần yếu mấy anh chị. Bên trong đẹp da ha. Rồi khóa ngon giùm em. Bên trong lót vải vàng. Vải là cái vải giống như là vải kt mấy chị nè. Rất là sạch như vậy ha. Sạch sẽ, một cái tác hiệu. Rồi một cái khóa. Khóa nó mới keng luôn. Một ngàn. Rồi khóa ngon mấy chị, sâu đến đáy luôn, vải là im ru luôn, dày và im ru. Ở đây là có một ngăn nữa vậy, ở đây người ta viền da ha. Rồi một ngăn rộng như vậy, điện thoại ba bốn cái vẫn được mấy chị, nó rộng lắm. Khóa là có cái IKK rồi, thêm một cái miếng da nữa vậy, da em này nó đẹp. Một ngăn phụ, không có đứt bấm gì hết, sạch trơn giùm em. Rồi ô da đã lắm mấy chị nè, nó mướt rượt luôn và cái túi rất là nhẹ luôn. Ở bên hông cái da ở người à, cái em này nè mấy chị là mình có thể tăng giảm vào bên trong ha. Rồi túi rất là nhẹ luôn, da xịn ơi là xịn luôn nhưng mà có trầy khờn. Cao 15 ngang 21, dày 7 phân, em bán 250, mã là 611 ha. 250 giùm em, mã 611. Cái túi là còn sáng trưng nha mấy anh chị ha. Cái da này mình thấy là nó bóng ngời ngời luôn. Em qua một em màu xanh. À, em này là cái dây dài ha. Rồi dây sẽ có tăng giảm mấy anh chị, khóa là cái khóa đồng như vậy, cái màu nó tối tối. Dây là cố định. À da và da như vậy, ô da đẹp lắm nè, em thấy là mướt mát cái chỗ này. Ở đây là có bị một vết trầy nhẹ nhẹ chỗ này, gốc không bị gì hết trơn. À em này là sẽ có viền, nên chị có viền keo vậy, láng mướt ha. Rồi da sẽ dẻo da, không có lỗi da, em không thấy bị trầy da, nó sẽ mướt đều hết, màu đều hết giùm em. Một ngăn có nút bấm. Rồi bên trong của em này hai ngăn và một cái khóa giữa mấy anh chị, là da miếng vậy, nguyên một cái tấm da ha. Rồi ôi đã vậy lắm, da này nó dẻo, cái da này thì vừa vừa thôi mấy chị, không phải là dòng da cứng. Một ngăn khóa nè, sạch sẽ, lót ở trong là cái vải giống như là cái vải xô mấy chị, dày dày giùm em ha. Rồi da miếng một cái khóa, ô khóa lướt giùm em nè mấy chị nè, da tắm như vậy. À ở đây mình thấy là có đậm đậm cái phần này,
không có ngăn phụ, một cái nắp như vậy thôi. Rồi da thật giùm em nha mấy anh chị. Em này da ở ngoài là hoàn hảo, không bị gì hết. Cao 18 ngang 30 dày 7 phân, em bán 150, mã 11R mấy anh chị. 150 mã 11R ha. À, và rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.